hôm nay mình sẽ kể lý do vì sao mà mình trở thành người cá. Mình xin được bắt đầu. Và đó là một ngày đẹp trời, mình đang đi lông quanh quanh ở trên YouTube. Chị bảo mình thấy một chú chuột hamster chơi siêu ăn cú. Mình coi thì thấy chú hamster thật là tội nghiệp, và mình nhận ra rằng đó là chúng ta con người thật là độc ác, đã lấy đi hết chỗ nhân thân của những con thú. Và kể từ đó mình đã quyết tâm sẽ trở thành người cá. Sau một thời gian dài mình an ủi bố mẹ thì cuối cùng bố mẹ đã cho mình thành người cá. Và trải qua một thời gian dài cũng khoảng hơn một năm mà mình đã trở thành người cá là thuộc có bức chúng đấy. Và tiếp theo là sau một thời gian thì do bận rộn quá nên mình không thể làm người cá nữa trong vòng 6 tuần. Thì sau một thời gian nghỉ thật lâu thì mình đã quyết định trở thành người cá. Và hôm nay là ngày đầu tiên mình trở thành người cá. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house. 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 It's all about house music. It's all about how.